Hey, Khánh Siêu xin chào bà con. I love you. Anh này trước kia đi em. Làm bài trước kia. Anh live stream hả? Anh live stream không? Chiều nào nè rủ nhau đi ra ngã bày bắn gà. Vừa qua nè tới bên kia đường nè Khánh coi tôi bị chi. Chết cha tôi bị si đem đeo vào làm chi. Giờ đây tôi mới biết tôi mang bình hiểm nghèo. Chết cha tôi rồi hãy về rồi bạn ơi. Từ ngày mẹ sinh con ra nói thằng này kỳ lạ. Đàn ông đánh thì đàn bà trai đánh gà trai. Gái nào bày gái đồng tình hay liền ái mà sao nó quái con trai. Chiều chiều gà di tinh bán mình cho mọi người. Trời ơi tới tôi cuộc đời tôi bước lang thang về nghe bầu người đời cho tôi biết rằng tôi lớn yêu rồi. Tôi yêu anh rồi tôi lấy được thì anh đâu. Tôi yêu anh rồi mà có lấy được đâu. Tôi hát lên ban nhạc tôi thấy buồn gì cho tôi. Tôi hát lên ban nhạc tôi thấy buồn cho thân tôi. Chừng nào tôi có chết làm bi đá cho mình. Tôi muốn yêu em vì đời tôi nghèo quá. Tôi muốn yêu em vì tôi không tiền. Tôi thấy ghim hai lần đừng cho ngày trường quán. Mà người thì đông quá sao tôi quay được đây. Tôi mới dám tay tôi dừng đứng trước ngay cửa quán. Tôi mong ra ngay cây lục dáng tôi thường dùng. Tôi đúng vô xe nhưng đề máy nó không chịu đâu. Đặt tì dài ba cán rồi dông xuống quần ngay. Nghe giá năm chai dù lấy nó không chịu lấy. Tôi mới quay đi còng số 8 xích tay tôi rồi. Tôi muốn buông ngay nhưng đồng súng nó rơi vào trang. Hình sự thì đóng quá làm sao con thoát được đây. Còng số 8 nó xiết tay con. Xiết máy đầy con trong ngục tù. Tay ghe nó cùng leo lên. Xe gì nó cũng đi hết. Chỉ xe tù nó chưa lại tù. Không biết làm không? Không. Nước lọc hả? Ok. Xin chào các bạn nhé. Đây là Rio Tattoo Studio. Hôm nay đón anh Khánh Siêu. Xong nó quay cái tít luôn anh.